cachorro. Đây là cái bộ lòng mình. Anh để lại cái mỡ nó bỏ vào trong lên đi, đừng có vứt đi nhá. Nó mới ngọt được nhá. Đấy. Suối cũng khá là sạch và đi nhổ cá đấy các bác ạ. Đấy, có thanh niên đang là đi bắt cá ở kia kìa. Còn đây là cái suối bè tre. Tí nữa thì đang ngồi bè xuôi theo dòng suối để uống rượu và ngắm cảnh. Đấy. Đây là cái vườn rau cải đấy. Rau hoa hết rồi, nhìn khá là đẹp. Giờ thì đến giai đoạn luộc. Còn chú Huấn đang nói bảo là đã, nếu mà thiếu thì nhét thêm một con đằng sau vào nữa. Cái này là vịt cổ lũng các bác ạ. Mà vịt này chưa ăn được đâu, phải hơn tháng đó. Mới đang thay lông. Lợn nữa mà ăn đến sáng mai. Đây, nhà chú Huấn cũng nuôi lợn rừng giống như anh em các bác ạ. Đây, nhà chú Huấn cũng nuôi mấy cái con lợn lai rừng này. Con lợn cà nó trả 20 triệu chưa bán. 20 triệu. Mẹ mong nhằng nửa cũng tôi lần ca nữa. Giờ thì cái nồi luộc sắp chín rồi đấy các bác ạ. Ở trong thì đang chuẩn bị đánh tiết canh. Đây. Tiết canh trên đây thì gồm có hạt dổi nha các bác nha. Rau thơm, tiết, lạc và nhân. Đi nữa xong xuôi tất cả, xong rồi chặt nhỏ ra, xong rồi bưng ra ngoài suối. Mấy anh em nhậu ngoài đấy, mấy anh em chú cháu nhậu ngoài đấy cho nó vui. Với lại ngắm cảnh, với thứ ba là cho nó mát nữa. Ở nhà thì hiện tại là mùa này nó hơi nóng. Xem nào, này chắc chín rồi đấy. Sớm mà vớt ra thôi. Không lại ngát quá, không ngon. Còn cái đám này thì hẹn thêm 2 tháng nữa mới cho vốn nồi được. Anh Tùng anh chuẩn bị vớt ra để vô chặt từng miếng một. Anh đâm đũa xem nó chín chưa nào. Chưa chín à? Chờ một tí, chờ cho nó xuống. Ai à, làm nấu được bữa ăn cũng khá là vất vả. Đấy, dìm nó xuống tí. Thôi bây giờ dìm xuống để kệ nó lúc 10 phút nữa. 5-10 phút nữa đấy nhỉ. Còn đấy. Cái món ngỗng luộc đã xong rồi các bác ạ. Ngỗng này là ngỗng em đi mua nha bác nhá. Chứ không phải ngỗng em nuôi trong trang trại đâu. Ăn thử cho biết. Vì nói thật là 31 năm cuộc đời rồi chưa được ăn thịt ngỗng lần nào mà. Thôi nhân dịp cái dịp này thì ăn thử cho biết thế nào. Ngon hay không, mặn nhạt thế nào. Giờ anh Tổng anh lôi lên rồi. Chuẩn bị băm nhân tiết canh và chiến. Đây là tiết kịch, tiết mục xẻ thịt và đánh tiết canh. Sẽ lấy một ít phần thịt ức và cái bộ lòng mề nhá các bác nhá. Đánh tiết canh nhá. Nóng đấy chú ạ. Để anh có ngân sách anh đầu tư rồi mới anh em chú cháu mình đi làm nhá. Đúng rồi, cái này không ngân sách em làm được cái ẩm thực này. Mỗi ngày trước em đi rồi. Không đủ lực mà thiêu.
anh bơm ra 100 triệu đầu tư ha. Ồ, thế thì quá thừa. Đấy, chú vẫn đang nói đùa bảo là lúc nào chú ấy giàu chú đầu tư làm YouTube này các bác này. Bây giờ thì chú ấy đang băm cái tiết canh. Nói chung là thịt cõng này nó khá là dai, băm phải kỹ, nhưng mà người ở đây toàn người răng sắc như dao cạo đó, cho nên cũng lo lắm. Đây, thợ đang chuẩn bị đánh tiết canh, đang vào nhà gọi là xem giờ, lấy giờ hoàng đạo, xem nó có vào hay không. Không sớm biển. Ôi, hiển trí, cứ khâu đó. Số một mặn quá hết rồi. Vừa không chú? Vừa không ai là mặn quá hay là nhạt quá? Đổ úp một phát. Thế là xong. Vừa đẹp tiết, vừa đẹp nhân. Giờ thì đã hoàn thành tất cả các công việc và lôi ra được ngoài suối nhậu nha các bác nhá. Cái món ăn hôm nay gồm có ngỗng luộc này, tiết canh ngỗng và không thể thiếu là nước nói. Còn thêm nồi cháo lõng bõng nữa. Thoải mái đi. Đây là người lái đò sông Đà nha các bác nhá. Tí nữa thiếu mồi nhậu thì xuống bắt cá xong lên nhóm lửa lên ăn tiếp. Ấy, anh làm gì làm được con chỉa vào mặt em như thế chứ không sao á. Vào ngột ngạt. Đấy, chú Huân đang nói bảo là nhà hàng không ăn thua gì, vào ngột ngạt khó chịu. Không bật máy lạnh thì nó nóng, còn bật máy lạnh khó thở, uống rượu nhanh say. Còn đây quảng cáo luôn nha các bác nha, đây là bia hơi Trọng Lan nha, xuất phát từ nhà máy bia Halida Thanh Hóa. Không biết là ngon hay dở thế nào, cứ uống trước đã, thì tính sau. Đang đi được khách tây thì chút xong rồi mới quay lại. Nó bị vướng gió ấy. 200.000. À, nãy giờ mắc chống mảng thiệt thòi tí rồi. Tôi mời các bác mời cơm với anh em chúng tôi nhá. Thì mình phải thử miếng tiết canh cái đã. Xem nó thế nào. Nhìn vào đồng như bê tông thế này cơ mà. Đấy. Anh Phú vỡ cho em miếng chanh. Ừ. Đây, bây giờ tôi phải thử một miếng các bác. Đây, mời các bác nha. Thua cái canh ngan chú ạ. Không ngon bằng cái canh ngan. Không phải ý là cái tiết của nó không ngọt á, không đủ độ ngọt như tiết ngan á. Bắt một phần hôm trước thì mới ngọt được. Làm cái này đi. Còn mấy con? Béo lắm. Đúng rồi. Béo ủ. Thì cái hôm nữa anh chị mình ăn đây. Mạt quá. Bia hôm nay uống được đấy. Từ từ anh Tùng ơi, tấp tấp vào bờ á, có thằng em đang xuống này. Đấy. Ai à, thử miếng thịt đi, hãy xem thế nào nào. Ê, to quá. Miếng nào to. Làm quả này nhớ băng nhá. Khá ngon. Sau cái mát, sau cái cốc. Ai à,
giờ đấy nhỉ. Đây đội hôm nay đi vẫn như thường lệ nhá bác nhá. Đấy đang đi cầu đấy. Đây vẫn là chủ kênh đám cưới xứ Mường nhá. Còn đây là nhà đầu tư YouTube của bọn tôi. Còn đây là gọi là thợ chuyên giết mổ và đầu bếp, kiêm luôn đầu bếp. Sa lấp mặt bằng. Quách xà lách. Đúng rồi. Đợi đón đằng kia đã. Còn đây là cửa sông Cái. Thì hôm đó kêu ông chú ông Thiên Điệp rơi nấy đây. Phải quay đường trước cả đủ cả người đi. Phải cắt cơn cái nước nói này đã. Không để anh uống thằng Thiên quay mình uống chứ. Đây thằng em Chiến nó vừa mới đến. À, ước mơ của nó là trước kia là khi đi học đại học ấy, là ước mơ của nó là thành người mẫu và ca sĩ. Người thì vừa hói vừa lùn, được 1m1 đây. Ngày xưa ở phòng đại học cùng với em á, em đánh cho suốt mì ra ấy. Ê, uống đi em, làm cốc đi cho nó rực rỡ. Anh nhá. Nào. Làm cái đi cho anh rực rỡ tí. Ngon quá. À, dô ma đó. Tối qua chú xin cái đội xin một lần được say. Bảo, đội nào? Bảo nhập mâm 3 chén không nói, 3 chén đầy. Nhưng mà đội nào? Sáng nay là vẫn gọi nên tối nay đi lại đi tiếp. Nhiều ở đây cho nhiều chuột đấy nhỉ? Có đấy. Nhìn nhiều lỗ đấy cơ mà. Đường phải chạy mòn kìa, đường này. Em ơi, thì anh múc cái này cho mà thử coi không, em không dùng cái đấy. Không dùng à? Cảm ơn nhá. Đúng là thành kêu đó. Em rất chân cường. Anh là cứ phải máu đỏ tươi đi. Đây, xin mời các bác nhá. Lúc nào anh lấy được 4 tỷ rưỡi anh đầu tư mình ném ra 100 triệu đầu tư cho các chú. Có. Đó, có mẹ gà đó. Là gà, là gà cái nhà trên đây. Nhà chú trên đây. Ừ. Ta là làm đi nhỉ. Lầy hoay một lúc thì cũng làm được tí đấy các bác ạ. Ăn uống khá là vào. Mà chỗ này nó chiêu nữa chứ. Không say hơi phí. Say là quá phí. Phải lâu lâu mới say. Đừng có bảo là say nhanh. Say chứ. Ngon quá. Hôm bạn nên là cắn vào miếng thịt ngỗng như kiểu một nửa là luộc, nửa nướng. Nướng. Nướng bảo Hiệp vô đạo diễn cho. Xếp gạch làm cho. Mời hai vợ chồng vào. Thế. Nướng lợn của Lạng Sơn. Thì ông Lạng Sơn mà. Thì nướng lợn của Lạng Sơn đấy không? Đấy. Vợ của em Hiệp có vẻ là chuẩn chỉnh nhỉ. Là nói ấy, vì Hiệp thì hay nói đùa thôi nhưng hôm đó là anh nói. Rồi, ăn uống cũng được nửa chừng rồi các bác ạ. Bây giờ em xin kết thúc video tại đây thôi. Thì ăn nhậu cùng với các chú các anh chứ bị phản đối nhiều lắm rồi. Quay nãy giờ. Rồi em xin chào các bác nhá. Các bác có quan tâm đến các sản phẩm về thịt lợn rừng, giống lợn rừng hay là muốn đi du lịch dã ngoại thế này á, cứ liên hệ với em qua số điện thoại hoặc link Facebook em để ở phần mô tả của kênh. Xin chào các bác nhé.